Chào anh em nhá. Chào anh em. Đi mẹ, trước khi vào buổi giờ chim thì mong anh em đừng để ý lên đầu tóc của mình, tại vì hôm nay mình cắt hơi fail một tí, đi mẹ mai mình lại phải đi sửa, đi mẹ khổ vãi luôn. Khổ quá địt mẹ, mà tóc nó vẫn như thế thôi. Mỗi tội là địt mẹ bên này nó cắt hơi lỗi một tí. Ngày mai mình sửa lại cái là được. Địt mẹ có cái đéo gì đâu mà địt mẹ. Thôi mà địt mẹ lất cất gì, khổ quá. Mà địt mẹ mày từ đầu khi mà mình cắt xong ấy, mình nhuộm xong thì màu rất là ưng. Mình cắt xong rồi mình thấy nó hơi lởm chởm một tí, mình bảo sửa lại thì địt mẹ. Lúc đầu thì ông ấy cắt rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái lúc mà mình bảo sửa lại. Cảm ơn Chino nha. Cái lúc mình sửa lại ấy thì thấy mặt hơi khó chịu, với là cầm cái tong đơ kiểu đi ngoài kiểu vai lồn ạ. Thế thì đéo ai dám bảo sửa nữa, đi mẹ mình sửa xong mình vẫn chưa đầy ưng nhưng mà mình đéo dám nói gì nữa. Thôi phải chấp nhận. Đi mẹ một thời gian nữa tóc nó mọc ra là đỡ ngu ngay. Uầy, 700k sắp rồi này. Đi mẹ 700k sắp thì làm gì bây giờ? Giveaway iPhone, giveaway Oppo hay giveaway tai nghe iPod? Giveaway cái lồn đi bây giờ. Giveaway loại dầu Phật Lịch. À, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn Bubu, cảm ơn bạn. Đau quá, địt con mẹ lọ dầu Phật Linh luôn. Đau anh đau một cười đấy, địt. Địt con mẹ mày, bố ban mày snack. Địt mẹ mày, mày không bao giờ nói được trong cái Discord này đâu. Địt server mute. Rồi, nó im rồi đấy ông. Thế là địt mẹ mày, thế gian này sẽ không có người chê địt mẹ đầu tôi nữa. Địt con mẹ mày, trông nó cứ thiết lồn nào nhỉ. Tóc anh giống Beckham vãi lồn, cảm ơn em. Đâu xem đồng nó móc cộng coi. Địt mẹ mày, mày cười nó lại phá mồm mà đấy, sợ nách. Địt con mẹ. Đấy hiểu sao cười. Địt mẹ nó thằng đéo giờ nhuộm tóc, cười nó thằng nhuộm tóc vãi lồn. Cảm ơn thầy An, cảm ơn em. Ông mày, mày có bao giờ địt mẹ, mày có bao giờ nhuộm tóc không ở sợ nách? Cười. Không phải cái vấn đề nhuộm tóc, mà là cái vấn đề là nó cắt lỗi, ông hiểu không? Địt mẹ mày. Không ai kể một cái đường như thế mà để bên trên nó một đen xì thế cả. Địt mẹ. Hoặc là có thể nó đẹp với người khác nhưng nó đéo đẹp với tôi, hiểu không? Địt mẹ mày, đầu tôi như cái đầu bùi vậy. Mẹ tự ông bảo kẻ thì ông còn ông địt mẹ khuyến khích tôi kẻ, mà địt mẹ ông bảo là kẻ đi đẹp lắm chất lắm. Địt mẹ ông còn chỉ tôi lên cái ảnh mà kẻ như này này. Địt mẹ kẻ giống hết cái ảnh luôn, giờ đầu tôi như đầu bùi vậy. Địt mẹ. Đấy là tại ông không thích cái địt mẹ. Thôi không nói về tóc nữa, địt mẹ chúng ta nói về GTA đi các bạn. Hey, Paige Harris here. You need to do this. Biết đạp xe đấy nhanh hiểu không? Ê lên đây ta, đây ta đèo này hiểu không? We turn it into a nerve center. Đưa em cắp thương gia các ơi, đưa em cắp mọi nơi. Great ideas, I just need someone to execute them. Địt mẹ cái nhà có chịu quá luôn, địt mẹ tắt đi. Mày bị bẻ bánh xe rồi. Bố mẹ mày bánh xe thôi, mới mua mà. Này, mày nghe nhá, tao càng đi nhanh thì nhạc càng dồn dập này. Hello there. You ever think that something's like missing from your life? And I don't mean just that your wife ran off or that your best friend is too good for you. Ui, địt mẹ Hiếu ơi! Địt mẹ Hiếu! Báo tao ơi! Chết mẹ rồi! Go to Maze Bank Foreclosures. Mang này xa xe xuống như nào? Báo tao ơi! Đây rồi, thì tao lên được. Đây. Em đoán thế là nãy giờ nếu mà nó hơi sai. Ba mấy mạng bây giờ, đâu ba mấy mạng. Ui. Ôi địt mẹ. Sao vậy yếu? Sao đó? À, địt mẹ, từ từ, tao lên xe đã. Địt con mẹ mày. Từ. Mày đâm tao bay mè từ đây đến mè Hà Nội rồi, đéo chơi. Thì bọn mình mà sợ gì mấy thằng này. Đừng sợ, xe này đi chậm quá. Thì mẹ mày, tao đã có siêu xe đến rồi Hiếu. Siêu xe đâu? Đây rồi. Cái địt mẹ mày. Chó này, địt mẹ vừa sửa xe nút. Xong. Nhầm nút. Địt, nhầm một cặc. Em đã đổi thú vật. Bây giờ em là okay, I got stuff to do. Em đã từ một con một, em đã trở lại con heo ngoan ngoãn. Địt mẹ con heo. Ôi. Địt mẹ heo trả thù. Địt con mẹ con heo trả thù này. Heo trả thù. Ôi địt mẹ. Mẹ địt mẹ mày tao thôi rồi, hòa rồi. Địt mẹ mày. Địt heo trả thù. Địt mẹ heo lồn. Heo combo địt mẹ. Địt mẹ heo. Địt mẹ. Địt mẹ mày. Địt mẹ. Địt mẹ. Ấy ạ. Ấy ạ.
địt mẹ mà nó tránh phải lồn thật địt mẹ. Địt mẹ bây giờ đến giờ đổ ơi đập đốt người mày. Địt mẹ mày con heo lồn. Đi bảy à nhầm đi đi hiếu đây rồi. Đang xe đâu xe đâu. Đây đây đây. Tao toàn xe máy vậy. Ừ nhưng mà xe này tao mới độ xong xịn lắm. Ngồi lên đi. Cái này nó lấy xe mày tâm tao mà. Không phải xe đi nhanh lắm. Sao xe mày quảng cáo thuốc lá vậy. Địt mẹ mày đó. Tao thả đồ. Hay không? Địt mẹ tao mới độ còi đấy. Còi lên nhạc mới, nhạc mới mà. Được, thế thôi vậy. Này, mày hỏi tên tao đi. Giờ tí mình tắp ra ngoài ra không được nữa. Hiếu, mày hỏi tên tao đi. Tên mày là gì? Đâu? Mày đi lộn thì phải với đợi đấy, thì phải không bị hỏi nữa. Tắt đi. Tao đang nó vừa donate là tiếng sẵn tiếng cho mình cha. Chờ tí, chờ tí. Ủa donate à? Bảo đó mình đang tap ra ngoài mà mình không tap được nó bị đứng luôn rồi. Bên tap mày ra ngoài để game đứng à? Bên mày bị lỗi donate à? Ờ bên tao bị lỗi donate, tao không có bật lên được. Này nó, này nó này. Tại sao mày không để cái nhạc này làm nhạc donate nhỉ? Được á chứ. Được á, được á, được á, được á, được á. Thôi, đổ. Thôi vậy, tao xin lỗi. Đi đâu vậy đổ? Tao đi nghe nhạc mày. Đi mà, đi. Mày thử một phát đi đổ. Tao thôi, thà thôi, đổ. Thôi. À, đi còn mẹ mày. Mày quá đéo nổ xe đi mẹ. Ủa Khoa, cảm ơn bạn nha. Chúc bạn xem stream vui vẻ nha. Địt con mẹ mày Hiếu. Đéo cho mày bật cái nhạc lên lần nữa. Địt mẹ cho... mày lại phải gọi sửa xe rồi. Ồ vãi luôn. Mà lấy xe khác đi. Đang ngồi gọi sửa xe đã địt bạn. Hello, this is more spiritual insurance. Mà xe đấy mà okay. Ồn ào á. Rồi ok. Ồ sao lại next request available 1 phút nữa. Mày gọi nhiều quá. Hey. Hi, I'll get back to work. Địt mẹ Hiếu. Địt. Địt con mẹ nó. Sao mà nó hài đẹp chết vậy. Địt mẹ bực vãi lồn thề. Cười còn cặc ít mẹ em cười. Ôi bạn kỳ vậy. Phát thật không ai quan tâm hết em. Anh quan tâm mà anh hỏi mấy lần rồi. Rồi ok. Cô đó bè. Thank you. Hiếu ơi đi thôi. Thằng sẽ đánh vào rồi. Đây tao đón mày đây. Mày đâu rồi? Mày bỏ tao rồi. Bỏ đây đây, tao qua đòn đây. Tao lấy được cái xe cảnh sát rồi, xịn lắm. Địt mẹ nó mà chơi cái nhạc đấy, tao thề nha. Không, nhạc cảnh sát. Xe cảnh sát thì phải. Đây đây, Hiếu, Hiếu, đây. Đây, tao đây, tao đây, tao đây, tao đây. Cố đâm. Nhanh, 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 xem cảnh sát đuổi tao. Ê, sao xe mày nhiều bom vậy? Ê, tao đang là chết địt con ơi, tao đang là chết địt mẹ. Bạn ngu, tao thấy rồi thì mà tao ghi rồi. Đây là con ngựa. Lâu quá, mày. Đợi mày là đến mãi mãi luôn á. Ui, địt con mẹ mày. Kia đấy có thèm học kia. Bây giờ mày. Giờ được rồi. Đi 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 ông ơi, đi đi đi, mưa quá. Đây 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 đây. Lamborghini, Lamborghini. Tao có Lamborghini rồi. Nhanh 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 nhanh. Tao kiểm tra xe trước đã. Không có, địt mẹ mày bị điên à, nhanh lên. Tao mày giấu cái đít, tao mày giấu cái đít.
À, đừng bắt đi coi. Ta để ý thôi. Ta tự giấu mà đi chứ mày phải sao anh cứ lùi 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 tay hả mà. Thì ta đã có băng đại học mà. Như vậy luôn. Đây 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 đây, qua 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 qua. Mày thấy chưa? Mày phải soi. Mày soi cả dưới gầm luôn đi, địt mày không hề có gì hết. Được chưa? Đi nào. Đi mua quần áo, đi mua quần áo. Vừa thế đi mày. Ôi ôi ôi, bữa con bữa. Mẹ mày, mày giấu ở đâu vậy? Giấu đâu ghê vậy? Tao có một chỗ giấu mà đéo giờ mày nhìn thấy luôn thề. Người ta báo cửa xe à mày? Tao biết. Cửa cái đéo mày bị điên à? Rõ ràng luôn. À, rõ ràng đấy. À, địt con. Sao đeo đóng cửa địt con. Địt mẹ. Cái đấy rất là rõ luôn. Sao đi mẹ cười mà luôn. Ô, xe này có xe gì á, tao đi với. Ôi, xe gì, xe ba bánh à. Ôi, xe gì hay vậy. Wow. Hay nha. Xe đi một người. Nào, địt mẹ mày hiểu. Rồi. Khoan lồ rồi, nổ xe 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 đấy rồi. Đấy. Thì mẹ mày bắn tao nữa, tao nổ xe máy xác. Vãi lồ, nổ mất cái xe rồi. Ôi còn, xe đấy còn cái lốp này, nhặt về xe đấy. Cái lốp trước này. Xe đấy. Ai, đi con mẹ mày xe đấy. Tao đã làm gì mày chưa, đi mày. Tao còn bảo chỉ về cái lốp mà. Ôi, đi mẹ. Mất nhảy quá. Em chế độ hot thì cứ anh biết vụ thủ bom trong nhà thành phố Vinh. Ờ, như nào nhỉ? Nó đầu hàng chưa? Nó bắt chưa? À, ai đầu hàng? Cái vụ mà nó thủ bom ấy. Có vụ thủ bom luôn à? Ừ, địt mẹ hôm nay mẹ bắn tỉa bắn tiếc cho leo lên nhà thì mẹ mà ngắm nghiêng kiểu kỹ lắm. Cắn về. Ừ. Không biết sao địt mẹ mình. Như nào để với ai update nữa. Huy ấy vô đâu Huy ấy? Em đang mua mật khẩu để em reset mật khẩu cái. Hết vấn đề này qua vấn đề khác. Chào, reset mật khẩu gửi qua mail mà. Ba thằng mới đầu hàng một còn hai. Ô, thế thì mẹ tối phải ship cơm cho nó ăn à? Ở trong đây nó có đói không nhỉ? Như mình mà địt mẹ mày kiểu như mình tử thủ trong đấy hiểu không? Địt mẹ mày đến tối đéo có thuốc lá hút là địt mẹ phải ra đầu hàng cho em bao thuốc đấy. Thì qua sơ cây, thì qua sơ cây đi. Không người địt mẹ mày yêu cầu đầu tiên là cho tao cây thuốc lá hiểu không? Bạn lại chơi game rồi. Không lồn nào, 12 rưỡi mới đầu làm hay địt mẹ. Giống như ngày hôm qua anh học đấy hả? Bảo sao lâu địt mẹ mày đéo phá đảo đến vậy. Chia tiền nào, chia tiền. Ôi, mới ba được team rồi hay nhá. Từ. Bây giờ thằng Huy Huế được 5%. Bây giờ chia trước. Bây giờ ai? Sát đặt. Im nào để tao nói. Im để tao nói trước. Nhưng đang trên đất. Ngậm mồm. Em nhưng đang trên đất. Ngậm mồm. Tao nói. Bây giờ này, tao với thằng Hiếu ấy là địt mẹ mày hai thằng lõi đời nhất ở đây, và bọn tao có rất nhiều công trong địt mẹ mày những cái chuyện setup ngày hôm qua. A few moments later. Nhưng mà 15% thấp nhất. Đó, vậy nha, đúng không? Rồi, đúng rồi, hợp lý rồi, ra đi đây, địt mẹ. 15% nó thấp nhất. Rồi, chạy đi. Hợp lý rồi. Rồi, được rồi. Hợp lý rồi. Bây giờ mày sẽ thấy là địt mẹ mày 35% của bọn tao xứng đáng quá luôn. Ôi, chết mẹ đồ ơi, tôi không phải bay, tôi đéo biết bay. Yên tâm, tao bay cho. Tôi nhớ được 0% mà ta. Hay bây giờ hình mới nó thế nhỉ? Ngày xưa tao nhớ được để 5% mà nhỉ? Rồi, 0% được luôn đấy.
cứ làm trước đi đã, lát nữa tính. Ủa, đồ xuống lúc nào? Sau hay không? What? Let's go. Đây rồi. What? Bây giờ lên xe trước đã. Thiếu, đừng đi xe đạp nữa, đi với tao luôn đi nhanh. Ô, cái gì vậy? Ừ. Hey, chạy đi, hey, hey. Đi về xe đạp của tôi. Thấy có lấy xe xịn hồng ở đâu, địt mẹ, phải đi đường này không vậy? Đập lấy rồi. Từ từ Hiếu ơi, đừng đội mũ bảo hiểm ở đây Hiếu ơi. Ngã đau lắm, ui con mẹ. Đi hay đấy. Xe chơi quá, xe quá mất. Mày có thể chậm không bấy? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Nó phá xe Batman mày kìa, địt mẹ. Đâu đâu, chậm đi bấy. Đi đi, có cái đường lên xe nè. Có không? Thiệt không? Xe này nó nhẹ quá. Mình đi ra cái xe. Thấy cái xe chạy đồ. Ok ok ok. Thôi đi. Chúng ta phải đi ra cái xe. Có người bên đường thì mẹ tao phải còi như nó phi ra đường thì sao? Thì mẹ. Có ai đấy nó mà còi. Mày không thấy hai cái xe bên đường à? À lắm nghe rồi. Thì mẹ mày nhớ nó từ bụi rậm nó lao ra thì mẹ mày phải còi nó biết đi. Mày nghĩ đi mẹ, mày đang sống ở trên rừng vẫn ba ra nên sao mà từ bụi rậm bay ra? Tao người Cao Bằng thì nó hay phi sang đường bất chợt lắm. Xe này nó nhẹ quá bấy. Ờ xe này quéo. Thôi lưng. Ủa. Áo, đi con mẹ nhà nó đi ngược chiều mày thấy không Hiếu? Không thì đưa đây phải đánh. Nó mình phải bắn đuổi nè. Ôi đúng rồi Hiếu. Đúng rồi Hiếu. Đi đó. Đi nhớ là con mẹ mày. Thằng ấy mà địt mẹ mày nó đéo đâm mình thì nó đâm chết người khác Hiếu ạ. Thế sao không? Ông đéo bấm còi thì mẹ nó đéo biết mình được. Ờ đúng, địt mẹ tao phải bấm còi. Rồi sao? Đi rồi. Rồi tụi em lên máy bay đây, tụi em đi mình rồi ok. Mình đèo đi lên xe kia được. Địt mẹ Hiếu mày làm lồn gì vậy? Xe của tao, địt mẹ Hiếu. Mày bị điên à? Mày bị điên à, địt mẹ mày. Xe này có rocket gì này? Holy fuck. Đâu? Lăn chuột lên. Trời đụ. Ủa, Space đèo bắn là nút nào bắn gì? Mày xe đáng đời. Chụp trái đi, chụp trái thôi. Lồn thật. Phải bắn. Ê á. Ôi, con mẹ mày xe của tao. Đi nha, tụi em đi nha, vô chứ. Rồi, lên xe lăng, lắm xe lăng bấy. Rồi, bọn anh đến điểm vàng nha, bọn anh đến điểm vàng. Lao xuống biển đi, bắn hát. Bắn máy bay kìa, gần nè. Trái nè. Trái này, địt mẹ nó, trái này. Bấm nhầm nút rồi. Địt con mẹ mày. Máy lồn địt mẹ mày. Nó rơi từ trên máy bay xuống đất như quả mít vậy. Địt mẹ. Địt mẹ nghe bột một cái. Tao bấm E mà tôi bấm E. Mẹ tay tao to quá. Địt mẹ. Hạ xuống biển đi anh. Đấy. Ủa cái máy bay xuống biển được không vậy? Không. Nhưng mà tao nghĩ phải có nút tiền để thả dây. Phải có nút tiền để thả dây xuống. Vậy thôi anh thả cho bờ đi. Thả dây đi anh. Đéo biết có nút là thả dây không? Space. Từ từ yên đấy nhá, tìm đã. Chụp phải. Không thì bay vô bờ đi, thả vô bờ. Cơ hả? Ôi mày ra bờ rồi, mày ra bờ rồi. Bắn nắm. Ê! Ui! Còn mẹ nó, mãi lồn thật. Máy bay củ cặc này. Lăng lè hơn. Mày có tin ta xuống được nữa thêm một gang nữa không? Thêm một gang thôi, một gang nhẹ thôi. Ôi, địt mẹ, ôi mày có. Từ từ, làm lại cái hơi. Đừng, mày ơi, bắt đầu lại từ đầu á mày, mày chưa cung lắm. Đấy rồi, tao biết nút hạ cánh, à nhầm hạ lốp rồi. Đừng hạ nữa, đè đầu em ấy, đừng. Rồi, tụi em coi nè. Được chưa, lên đi. Đè đầu em rồi. Lên. Ôi, cái gì vậy Hiếu? Ờ, không sao, xe à. Ờ, lên rồi. Lên. Anh đặt ở đâu rồi? Anh đặt qua mạng em á. Rồi, tụi em vô rồi. Đi thôi. Giờ đi đâu ta? À, kia rồi. Lộn một vòng đi anh á, ok em.
Trời ơi. Ôi trời, địt mà. Nữa không em? Chứ gì đâu nhiều gạo như kia đâu. Cái này dễ rồi. Ôi. Lột ngược đi anh. Lột 800 chục đô đi anh. Lột tròn mà ngược. Ok. Sẵn sàng game. Đây đang nhiều sushi lắm. Giữa hai tòa nhà gì nó lại dễ em. Ui. Tập cái mới đây mẹ mày hận luôn. Bây giờ mày sẽ thấy là địt mẹ mày. 35% của bọn tao xứng đáng vãi lồn. Yên tâm, tao bay cho. Cái địt ăn lồn rồi. Ôi được rồi, ông cho ra được. Cái này có phanh không mày? Phanh luôn. Cái địt. Cái ông cây cứng thế. Mẹ em tôi đẹp được rồi, được rồi. Cầm súng đi hiểu. Hết nhiên quạng đời lên núi rồi. Đi kia chắc vô tới tàu ngầm, không cho tàu ngầm cấp xin lâu lắm. Bắn đã sao nó biết vậy? Ông mẹ ông bắn như này sao tôi bắn? Đến mày đây hiểu? Còn thằng lồn nó đâu bắn? Lên đi, lên từ từ thôi. Slowly. Nó chỉ lỗ đít kìa. Ủa tôi chưa tàu ngầm chưa? Mình đang bắn nhau tàu ngầm rồi. Mày bay trước mặt cái máy bắn. Địt mẹ mày cái tiếng này còn khó chịu hơn cái tiếng còi xe tao mày ạ. One down. Mẹ đâu rồi? Địt mẹ mày em ở bên này này. Tao nó điểm cái gì 17 giây thế? Tao ăn snack đã nhá, đợi tao nhá. Ăn snack đi. Khó nhìn thế nhờ cái camera này. Có thể nâng cấp cái camera nào đẹp tí không? Thời buổi này con trai chất lượng 240. Đây. Chọn photo. Chụp bé. Điện thoại tôi full memory giống mày ông chụp đi. Tao sẽ chụp ảnh mày chụp mày chụp à? Giờ tí tao đi mẹ đây. Chụp đi chụp tao nhanh lên. Ồ, đéo được rồi. Wait a minute! Can we calm down for just 1 minute? For less than 1 minute! Look, you look very much like you have wrong end of shit. You've got stuck in the stick, you're up creek with battle of crap! Look, how you say it? I'm here to help! Look. That codename Bob is kill him! No, kill me all you like! But stop, please. Bằng cái này giống cái cho mà gì con địa bắn mà bằng chím ấy. Nó nói gì đây hiểu? Ok thầy ấy kìa. Sure. I would like to destroy America. Tôi thích lấy tôi phá Mỹ, phá Nga và phá địt mẹ Hà Đông. Nhưng mà tất cả cái này chỉ là một ước mơ rất đau mỏng. Ừ, đây là cái vấn đề to nhất. You. Mày. You. Mày là cái vấn đề to nhất. Doing dirty work. Mày làm mấy việc dơ dãi. Sao mà tao nói to quá, tao đéo nghe nó làm sao. Đây cái gì đó về cái máy. Đây điện mẹ, điện thoại mới. Không có dụng đại cục như mày có đâu. Nó ngồi chính giữa này. If you let
lâu quá ta. Ê đi mẹ đồ ơi, em thèm thiếu thuốc lá quá mẹ, xin nó hãy lồn, nó hút thuốc em vào ngầm kìa, địt mẹ thằng này căng quá lồn, địt mẹ. My scientists have studied. Mẹ mấy này giàu thiệt chứ đâu qua máy bay quá trời. This asshole. Cái đẻo, nó đẻo bao nhiêu hit luôn ấy. Exactly. Thằng bao nhiêu ra bấy nhiêu này. And him and Quartz want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how did I make this up? I mean. Indeed. Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this is where I say arrivederci. No, I mean, get ready. I mean, this is where I'm in charge. Me and Clifford. Go fuck yourselves. Thằng này losers. Là cái gì nhỉ? Yes, Kratos. Thằng này là như các bạn trước mình xem, mình chơi God of War các bạn xem rồi đấy. Kratos liền như Kratos. Kratos giờ đi mẹ mình sau khi mình giải nghệ đánh hết các loại thần mẹ sắp bằng lồn xong bây giờ quay lại phục vụ dưới mẹ hậu cần dưới tàu ngầm các bạn ạ. Good luck. Ô đồ lặn, đồ lặn. Hiếu ơi, Hiếu lấy đồ lặn. Hiếu có cá có cho màu xanh lá, cá cho ông màu gì? Ô, bay lên kiểu gì Hiếu? Bay đấy, lấy được lục bẹt bay lên, lục W lặn xuống. Rồi hiểu bay đấy, đừng ông ơi, tôi nhìn gì mày giống bao cao su vãi lồ vãi lồ, trông tao như con vịt ấy, tao đéo bỏ cái mẹ mày chân vịt ra luôn này. Thế bạn đi lên buông 6 đi anh. Đi ok. Ủa sao tao trong cái, tao trong cái hộp nào vậy? Lên đi, nếu tao không nhầm thì tao đang lái rồi. Ủa tại sao bây giờ tao trong cái ô nào vậy? Anh phải vào đó mà, anh lại máy bay bắn đi. Nó đừng cắt té đi. Ồ từ đã. Chúng mày lên hết máy bay chưa? Tại sao nó báo có thằng chưa lên máy bay này? Ôi, các bạn ơi, đừng. Ô, cái này hãm lồn gì ấy. Ôi, tao bị lỗi game rồi các bạn ơi, mày đang ở trong máy bay. Mày ra ngoài đi đã. Tao không ra được, tao ở trong máy có bay. Có một cái cửa ấy, có một cái cửa ấy. Không có cái cửa nào mà ra được hết ấy, đi mà. Thằng lồn nó chỉ nó cái được không? Tao mày nhìn đi. Mày lên stream tao nhìn đi. Tao vừa thấy mày xong, địt mẹ. Mày lên stream tao nhìn đi mày. Ê! Bây giờ thằng nào gặp được nó bắn chết nó đi, tại vì nó còn một mạng mà, mình còn một mạng mà. À đây em leo lên đây, cửa sổ, cho lưng ăn, cho lưng. Thấy chưa? Không, nhầm cửa sổ rồi. Đâu. Có trái tí nữa. Đây, tao vừa thấy mà, đây, cửa đây, Hiếu. Đây, ngó đâu ra. Địt mẹ sao đéo ngắm được, Ui, đéo bắn có được. Địt mẹ kính chống đạn. Thôi, phải đi phải nào. Địt mẹ có một cách là đổ. Là sao? Mày nổ bom chết à? Không, mẹ tao thông minh hơn. Tao điệp mẹ tao tiêu đốt, tao không cháy hết. Thế tránh ra Huy ấy, không chết hai mạng là đi lại từ đầu ấy. Để mẹ tao tiêu đốt. Làm sao? Bắn. Ôi điệp mẹ xăng nó rất xuống xuyên máy bay đéo đụng được. Không phải cứ bay đúng đấy, cứ bay đi. Không được, nó không tính nhiệm vụ. Đây, thông minh hơn, có lửa. Nãy lên hết rồi có được đâu. Đâu, ga thông minh lắm nè, thì mẹ tao có cái ga mà thì mẹ giết ta. Bông ga. Xe me tự sát đi, có tự chút tự sát mà. Tao đang tự sát hết sức nè mày. Thôi uống rồi, đợi tí. Tao chết rồi. Ê, chết rồi. Hay vậy. Tránh ra, tránh xa ra, chết nốt bây giờ. Hay nha, rồi lên đây lại. Rồi ok, tao lái mà, địt mẹ Huy Huế, tao bắn chết mày đi lại từ đầu này. Tao lái mà, địt mẹ mày, tao bắn chết mày này. Anh Hoàng đéo được đâu. Đéo lại chứ. Rồi, vào đi. Vào. Mày hấp dẫn. Hay là tao không lái được, Huy lên lái thử em mà. Cửa nó bị kẹt rồi. Cửa bên kia Huy hết được rồi. Từ từ đã, để tao ra sau em mà. Đúng rồi, Huy Huế phải lái, mày không lái được. Địt mẹ mày game xàm lồn. Được chưa? Chứ bằng thiếu một người đấy. Được rồi, có điểm vàng rồi, có điểm vàng rồi kìa. Địt mẹ khổ vãi lồn. Ấy cái cửa bên kia, cửa chưa đóng, cửa chưa đóng. Chết rồi, rồi ám sốc quá. À đóng rồi. Ever had a neural network
Mày có thể bấm G cấp cho anh cái bánh kia được không? Mẹ cửa chưa đóng thì em thế, nó chỉ đóng giả bộ ơi. Ừ sao, bắn đi anh, bắn máy bay đi. Anh bắn kiểu gì anh ngồi kế bên em mà. Cái này không được, cái này bay anh cao. Anh cho mẹ, anh cho mẹ giữ, hình như giữ nó kế, xong anh đi lưu sau được ấy. Đéo, thì mẹ cho bọn nó bắn đi. Ngoài này view đẹp hơn, trong kia thì mẹ nhìn chẳng nhìn cái gì hết. Lách nhà qua cái núi nhờ. Thôi, xin mày. Rồi mình ok lắm rồi. Có một cái kìa, ai phang nốt đi. Nó ngay chính giữa kìa. Ngon. Hết rồi. Ơ thằng què. Đó là thằng què tiếp. Thằng què đâu? Ngay trước mặt mày kia. Đi mẹ sao tao với cả thằng Hiếu vẫn đi chân vịt vậy? Xin kịp thay đổi. I feel like such a fool. My whole life I have hated. Mà thằng Hiếu trông ngu ấy. I've never trusted anyone. I doubted and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity. This is all your fault. My career is in ruins. Ruins. Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. He has control of all your systems. We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid. Yeah, call it a pension contribution. Of course, significant ones. All right. Out of here. For all I know, you're bugged all to high hell, and you don't even know the bugs exist. Good luck. We don't need luck. Sợ. Ủa, cái bao giờ anh nghĩ em sẽ đi mà em cầm súng và em thủ sẵn trong người để nhỡ có trường hợp gì xảy ra em sẽ chống trả nó quyết liệt như kiểu em hay bắn PUBG không? Hợp lý vậy đấy. Để được còng tiền luôn. Sắp rồi. Sau BS của tôi sập tiếp rồi đi mà. 35%, tao được có 300k à, đéo đủ tao mua xe rồi. Phải đi, nó ơi. Ơi, bọn mình hãy được mà. Tao ăn tí play ở tí đây. Ai thuê tôi. Đúp. Ô, cái máy bay này đẹp thế. Đông quá đúp. 1 triệu một tiếng vãi lồn. Mày em đang ở đâu? Em đang đúp cảnh sát nè. Ở cái chỗ mà ngay cửa vô á. Ngay cửa vô. Qua đón đây. Đông quá. Đúng rồi, anh hạ xuống là thấy em liền à. Ngay bên dưới chân á? Đúng rồi, ngay dưới chân anh luôn á. Sao anh vào được? Thì đó, đèn đông bãi liền đây nè. Cơ động các kiểu xuống luôn rồi nè. Mày có thể vòng ra ngoài được không? Huy đâu rồi? Huy đang trên đầu rồi. Ui. Ây da, ây da. Bạn máy bay em sắp bốc khói rồi. Lại chết rồi à? Đâu mày đâu rồi? Để anh đón mày luôn. Ê, Spawn, gần ai nè. Dưới chân Huy hơi. Đây, dưới chân anh, để anh xuống. Anh đồ có sao không vậy? Anh có 2 sao. Nhưng mà anh sẽ chạy sớm thôi. Đây, chạy ra đây, bảy. Để em nẻ sao ấy nè. Không leo ra được ấy chứ. Được rồi. Tìm đi, kiếm chỗ đậu đi. Đây, ra đường một tí, chạy ra đường một tí, chỗ rộng rồi này. Là anh đậu được. Anh lên, anh bị bắn dữ quá. Chủ liều lận tí thôi. Địt con mẹ chúng mày luôn. Mẹ nha. Ngoài đời mới giải cứu gì được không trời. Sao không được, thằng Huy đâu rồi. Mẹ bị cảnh sát giấy xong rồi. Đang nấp máy bay kìa. Hãy về kéo cái máy bay kìa. Ui, nó bắn sắp chết luôn rồi. Rồi đi thôi. Đó đây mày đấy cái gì ra luôn rồi. Đó đây mày nhung dù. Em đấy là bông dù. Ôi thì mày vẫn để được á.
Ôi đi mày, sao mày vẫn nhảy ra được? Nó, cái cửa đâu đóng đâu, nó bị hư cửa mà. Ôi đi con mẹ mày. Rớt ra ngoài luôn. Sao chết thần kỳ vậy luôn. Ở dưới đây có mẹ kho báu thôi. Ơ, buôn này như bay được mà. Đi có kho báu nè. Ờ, để phải buôn bay này. Ai, đi, có ai ơi. Ê, đau thế. Đi mẹ bổ ấy luôn.